Ồ thước nặng luôn á Nguyệt. Mà có 15 ngàn thôi, thước dây 3 mét nhưng mà nó khá là nặng á. Mình cầm nó cũng khá là chắc chắc. Và đây có cái màu vàng nè. Màu vàng thì được 19 ngàn. Ờ đây có mấy cái cờ lê nè. Có 14 ngàn nữa. Cụ bằng thép nè, 300 ngàn. Đây là những cái hộp này có loại lớn, loại nhỏ luôn. Loại nhỏ thì chỉ có 57 ngàn thôi. Đây có những cái loại lớn ở phía. Cái cây Nguyệt cầm đó là 97 ngàn đó. Có cái cây cái cán không thì là 25 ngàn. Tưởng đâu cái bánh xe đồ chơi ha, nhưng mà không, đó là xe hộp. Đó, rồi đó. Cầm đi chụp hình nè, còn người lớn đây 91 ngàn, 63 ngàn, 55 ngàn. Rồi có nguyên cái bộ kim luôn. Này có 2, 4, 10 màu luôn. 10 màu luôn nha. Kim luôn nè. Bộ kim chỉ 10 màu. Có mấy 5 cây kim là 15 ngàn. Có 16. Đây có mấy cái cuộn lăn bụi 10 ngàn, 17 ngàn. Người vừa có 7 ngàn thôi Nguyệt. 7 ngàn thôi. Mấy ngàn đâu mà 16 ngàn. Bên này 7 ngàn. Mà hay sao đây. Có không? À 19 ngàn. Ồ hay ha. Đâu, mình để vô cái cây. À 49. Bên trong này có 3 cái hộp nhỏ này, có 2 cái hộp nhỏ. Thì là mua cái này là được 3 hộp. 79 ngàn và 3 hộp. Đặt cho cái tên thôi. Đừng có xoay luôn này. Bộ thao xoay. Chào mừng quý cô chú chị và các bạn trở lại với kênh của Thiền. Chúc cả nhà một ngày tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Thì trong video lần này chị Thiền đang có mặt ở Yvonne Tân Phú. Nhưng mà lần này mình sẽ không đi siêu thị Yvonne nữa, mà mình sẽ đi một cái cửa hàng, một cái siêu thị mini ở bên trong. Thì cửa hàng này là cửa hàng thuộc của Malaysia, một cái cửa hàng giá rẻ, đồ gia dụng, rất là nhiều cái sản phẩm đồ gia dụng luôn. Ủa Nguyệt, lấy cái giỏ đi, cái giỏ hay lấy cái xe, hay lấy cái giỏ ha. Hả? Con vẹt đúng không? Hả? Con vẹt. Con vẹt hả? Bóc khóa con vẹt hả? Đây là một siêu thị của thuộc gọi là hệ thống của Malaysia á. Lần trước là mà thì cũng đã chia sẻ ở bên Lê Thị Thập Nguyễn gì? Nguyễn Thị Thập hả mọi người? Đúng rồi. Nguyễn Thị Thập quận 7. Hôm nay là đi Mall Tân Phú, ở trong này cũng có luôn, vô tình phát hiện. Ôi cái búp bê mà thì cũng là móc khóa luôn này anh. À, cô dâu nha. Cô dâu luôn này. Búp bê cô dâu. Cái này là bao nhiêu đây? 63 ngàn. 63 ngàn. Rồi trong đây là bọc một khóa nhiều ha. Cái này là giấy dán tường. Giấy dán tường mà nó dày quá ha. 45 ngàn. Lần trước em mua mấy cái giày dán tường như vậy á, mình nó rất là xịn nha, nó chống nước luôn á. Ồ, cái này hoa văn nhìn cũng đẹp ha. Ê em ủa cái của anh nó bị sứt rồi đó. Cái gì sứt? Cái dán ở nhà, ở chỗ ngoài bếp á. Cái này là giày dán tường thôi chứ không phải dán bếp. Không phải dán bếp hả? Cái dán bếp riêng nữa. À mà ở đây em chưa thấy nè. Có 18, 19 ngàn nè. Hay là mình hỏi thử. Có không? Hỏi sao nó bị chóc ra rồi á. Ồ nè nè. Cái này là nó sẽ không có thấm nước á. Còn cái kia dán tường nó làm giống như giấy ra, nó sẽ dễ bị ấy. Cái này là giống cái bàn. Hả? Cái này dán cái bàn, không phải dán cái tường. Phải dán cái tường hả? À đây nè, cách nhiệt nè. Nè, cái này đâu có lớp băng keo gì đâu. Tấm lót đĩa thôi. Lót đĩa ở trên bàn á. Thôi để lên bữa nào. Đây 14 ngàn, cũng rẻ ha. Cái này là gì? Này là... Tấm lót đĩa luôn.
tấm lót thôi. Tấm lót thôi. Đi, mấy cái này là tấm lót hết á. Giống như mình vô nhà hàng á, thường là nó có những cái này để lót. Cái này mà cao su non hả? Có 10 ngàn đấy hả? Nguyên cái tấm lót lớn này 10 ngàn nè, hôn mịn lắm luôn á. Để dưới valabo cũng được luôn nè. Ngăn những cái cái đồ vụn này kia. Đi qua bên đây nè Nguyễn. Đây. Đồng đều cũng quá trời đồ luôn. Bình thường là mình đi cửa hàng giá rẻ là ngoài ở ngoài nha. Nay mình đi cửa hàng giá rẻ mà đi trong một trung tâm thương mại lớn luôn. Có nghĩa là cửa hàng giá rẻ vẫn ở trong trung tâm luôn. Ờ. Cái hộp này giống hộp gì cho cái xíu à. Bảy mươi hai nghìn nhựa duy tân luôn. Ừ, của nhựa duy tân luôn. Nhựa duy tân rồi mình thấy hai cái bàn ghế không vậy? Ghế nhựa này cũng là thương hiệu Mr. DIY luôn nè. Thì trong đây nó đều dán của Mr. hết. À, hả? Cái hộp mà đựng đồ mỹ phẩm á. À. Cái tọ máy phấn. Cái này giống như đây này, cái kệ nhỏ có bàn trang điểm nè anh. À. Cái này được cây son này. Cái này giống như mấy chỗ mà ta bán, ta chưng lên đây luôn à. 45 nghìn. Sao lại có cái khay dành cho thú cưng vậy? Đây là gì ta? Khay. Khay hình chữ nhật 45 nghìn. Ở đây thì có cái khay bự hơn này. À cái khay này mới 45 nè Nguyễn. Khay lớn này là 45 nghìn nè. Khay nhỏ này có 25 thôi đó. Ồ. Lớn lắm luôn á nghe. Rất là lớn luôn. À. Cái này là cũng là khay luôn. Cái này 23 ngàn. 23 ngàn thôi. Này trong đây đồ cũng cưng ghê ha. Đồ già. Mình đi chợ trung tâm thương mại á, xong mình vô đây mình mua đồ cũng được. À. Cái này là cái gì? Đặt cho cái tên thôi. Cái đĩa xoay luôn này. Bộ thao xoay. Là sao ta? À, đổ đồ ăn giống như cái bàn xoay hả? Phải không? Bạn chưa biết công dụng chính xác rồi đó. À, cái đĩa đựng gia vị á. À, rồi mình để bên đâu mình xoay qua đó ha. Đúng rồi. Ồ, cái này hợp lý. Hợp lý ghê. Mua cái này được á. Về mình bỏ vô đi rồi xoay. Mấy cái hộp. Mua không? Để vô cho nó gọn á. Cái hộp của mình toàn hộp bự à. Để đựng có mấy cái thôi. Đâu. Ví dụ như mấy cái nước tương đồ á. Cái này có 2 tầng luôn này. 2 tầng luôn. Tầng trên và tầng dưới. Mà cái này là cái gì? Mà cũng như cái này nè. À. Thì là cái nhỏ hơn và có 2 tầng. Hai tầng. Cái này đẹp xoay luôn nè. À. Có hộp Indochine luôn nha. Ồ. À. Ồ, bên trong này có 3 cái hộp nhỏ này, có 2 cái hộp nhỏ. Ờ, à. Vậy là mua cái này là được 79 ngàn và 3 hộp. À, đây combo 3 hộp. Qua kia có ca kìa. Cái khay đựng đá mà nó bự nha. Ồ. Cái khay này có 9 ngàn thôi nè. Đây là cái ca. Cái ca này có 9 ngàn thôi nè. 9 ngàn. Ca để nước đồ. Nó có nắp luôn. À này nó có nắp luôn nè. Ồ cái bình nước đó. Indochine này có 85 ngàn thôi nha. Ồ. 85 ngàn hả? Lần trước em đi đâu em thấy cái bình nước này phải hơn 100 ngàn ca. Không nhớ. Nhưng cũng là cửa hàng siêu thị nào đó đó. Ồ cái bình này bình cao cấp bi qua 1.6L chịu được nhiệt độ cao là 100 độ C luôn. Từ âm 20 độ cho đến 100 độ C mua gì bán cái bình này. 85 ngàn. Tại vì mình vừa hỏi là cái bình thủy tinh là nó bể rồi. Ba lô. À đây. Ba lô hôm trước mua cho anh nè, là chỗ này luôn nè. Đây cái tài này giống của anh nè. Đấy thì cái ba lô này hôm trước là em mua là cái ba lô giống ba lô này nè. Từ từ. Ờ, 200 hơn. Trộm vía vẫn ok. Ờ, xài vẫn ổn. Đây có quá trời ba lô luôn. Này, hoặc là túi chéo. Ờ, túi ba tử có hơn 100 ngàn thôi đó. Ờ, cỡ 100 ngàn. Túi chéo bao tử. Ô, cái túi này dạ. Xịn chưa nè. Cái này laptop. Đúng rồi. Để máy tính xong mình đi giống như đi làm việc. Được quá ha. Nhưng mà cái này nó sẽ không có chống nước. Cái vải này có chống nước. Anh có mua một cái túi bao tử không? Hả? Thôi. Trời ơi, búp bê. Ba lô cho mấy đứa đi học á.
đây 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 thầy bánh xèo à, có cái bánh xèo luôn sẵn em đó, thấy không, anh mua về anh đổ bánh xèo cho. Cái chảo, cái nồi rất là cưng luôn, có 115.000 thôi, mời quà Happy Time. Hộp kim nhôm truyền nhiệt nhanh và đều công nghệ ăn thì cái nhôm này nó rất dày dặn chắc chắn nha. Bình thường á ngoài kia có cái cửa hàng đồng giá 35.000 á mà là mua được cái nồi rồi. Ở đây có cái nồi lớn hơn là 229. Đây có chảo đổ bánh xèo luôn, 119 gì. Cái mài dao này. Ừ. Ồ để cục đá mài dao đó. Đá mài dao. Mà mình không có mài dao cũng phải có kỹ năng mài nha. Có người mài cả ngày cả đêm. Đúng rồi, có khi cả mài không bén luôn á. Đúng rồi. Nhưng mà có người mài dài đường là bén. Không bén ông. Đây là gì? Cũng là cái mài dao. Mài dao luôn. Mà tại vì anh nhìn thấy tưởng đâu là bằng nhựa. Cái này là 43.000. Cái này mắc nè, cái này 145.000. Wow. Cái này mắc hơn này. 145.000. Cái kho hả? Cái súng phun lửa. Kho bếp than rồi á. Đúng rồi. Mà nghe cái tên rất là dễ thương, súng phun lửa. Súng phun lửa hả? À cái này để mấy cái lavabo nè Nguyễn. Ý, mà nó mềm lắm. Chứ nó không phải bằng dơ á. Ờ. Đại lại thôi à. Ừ. Cái giá nó khỏi trôi ra. Này ha, cái này là ủa 14.000. Này cái đồ bắt cam này. Bắt cam Indochina. Bắt cam Indochina luôn. Bộ bắt cam. Bộ bắt cam chanh Yoko. Ngày xưa anh mua xong cuối cùng cũng không bắt. Có con dao này. Thủ dao để dao chặt thịt. Chặt xương rồi. Của Sun House luôn. 250 hả? Một con dao nhỏ này, ôi dao này gì sắc bén nha. Ừ, cũng của Sun House luôn. Cũng là 110. 110. Gỗ thớt nữa đẹp. Thớt gỗ. Đây thì bị xé mấy bản tên giống như là mình chưa cập nhật dao mới. Ừ. Không, ủa, à nó không có mã thì mình check luôn. Bê cái thớt này nha. Bây giờ là chỗ này rất là hay luôn. Đó là mình sẽ có cái máy check giá. Tức là khi mà mấy cái chỗ mà không có, nó chưa có để giá thì mình sẽ chiếm cái cột này. Nó sẽ có mấy cái máy giá cho mình quét cái mã thôi. Rồi, mình để vô cái này. À, 49.000 nó ra cái tên này. 49.000. Đó, cho nên là có cái nào mà không có giá thì mình cứ cầm cái hàng đó qua bên cái cột, nó sẽ có cái máy check giá cho mình luôn. Cái này gỡ cái bảng tên ra chưa có cập nhật cho mới. Ờ, đây đôi khi mấy cái là nó không có nè. Quê cầm thử cái bộ vắt cam chanh giùm anh đi. Cái này không có nè. Nhưng mà nó có cái mã không? Ờ, cái này nhẹ hơn. Nó có cái mã không? Rồi, qua đây check. Qua đây check thêm cái này thử nha. Cái mã đằng sau này. Cái mã đằng sau này. Có không? 19.000. À, 19.000. Ồ, hay ha. Nè, vắt cam và chanh. Tấm lót bàn em. Tấm lót. Giống như là mình để đồ ăn á, mình để đồ ăn trên đây xong à, rồi. À cái đó. Đĩa hoặc cái tô đồ ha. Ừ. Cái này là bao nhiêu ta? Nhìn nó vui nè. 11.000 lần đầu thấy cái này luôn. Em cũng thấy vậy nè. Cái này hồi nãy em tưởng đâu sâu chuỗi không chứ. Em cũng tưởng sâu chuỗi gì, ừ. Tưởng là cái gì để con. Nè, giống như bên này là lót em lót nồi nè. Hay là mua cái này đi. Ok được. Có 11.000 hả? Ờ, có 11.000. Ờ, nó còn rẻ hơn cái độc giá. Cái gì cái này đi nên thấy nó đẹp quá. Ờ. Treo treo lên tường cũng được. Đúng rồi, treo lên mình đi coi được mà, cũng đẹp mà. Ừ. Mà em phải cái khác đi, cái này giống như nó nhiều người. Ở đây nó có mấy cái này gọi là cái gì? Cái cối để mình giả hành tỏi gừng đồ này ớt 69.000 nè. Ở đây nó có cái này lót nồi cũng dễ thương nè Nguyệt. Cũng cưng nhỉ. Lót hoa 35.000. Bên này là có giống như cái mặt cười gì đó. 9.000. Ray đồ nó cũng rất là dễ thương luôn. Vì đập rồi luôn nha. Đập rồi nè, 16.000. À, vỉ đập rồi có 7.000 thôi Nguyệt. 7.000. Có 7.000 thôi. Nãy nhìn đâu mà 16.000 vậy? Bên này. Đây là cái giấy. Cái này là cái thảm. Ừ. Ở đứng trước cái bếp á, để ví dụ như mình rửa chén con này kia nước nó rơi xuống sàn á. Ủa vậy hả? Hả? Thế. Giấy dán thảm lót sàn mua cái này hợp lý. Đấy. Khi mà em rửa cái chỗ lavabo, rửa chén, rửa rau củ đâu á, thì có 16.000 thôi. Sử dụng không? À, có lớp keo bên trong luôn nha.
thì mình dán xuống dưới đó, tập về, cái tập về mà nhưng mà nó xịn ha, nó không phải bằng vải mà nó giống như bằng dừa vậy ha, ờ bằng da, dạ, bằng dừa. Ồ bên đây có mấy cái túi cưng nè, gọi là cái túi tò te, túi tò te nè. Let's go for a ride. Ở dưới có mấy cái hộp nè, cái túi đựng cơm nè. À, túi này là túi ướp lạnh 39 nghìn. Anh ơi mình xuống dưới đây đi. Đây là có cái gì? Thảm, tấm lót đĩa. Thảm lót đĩa. Tấm lót đĩa này. Tấm lót đĩa à? Nè, này giống như ở ngoài á, ở ngoài kia hồi nãy mình xem á. Ồ cái này 77 ngàn. Cái này có 9 ngàn thôi. Cái này 9 ngàn thôi. Ờ. Bên đây có 5 ngàn thôi. Giá trị giảm dần theo thời gian luôn. 5 ngàn. Đẹp á. Đẹp á. 4 ngàn mà, cái miếng đó có 4 ngàn à. Túi này lỗ lỗ thoáng khí ha. 77 ngàn. Túi này là mình để trong là thấy hết. Đồ đã thấy hết luôn. Ở đây có mấy cái túi này cưng nè. Nè. Cái này em đừng ví dụ đồ này kia em đi du lịch á, em bỏ trong này là gọn lắm luôn á. Yeah, đúng rồi đó. À, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân nè, 43 ngàn. Bữa trước em mua cái túi có màu xám. Cái túi màu gọi là túi cam của em. Ờ, cái đó thì nó hơi lớn, còn cái này thì nó nhỏ gọn. Cái này to nè. Ờ, cái này lớn hơn nè, cái này là 65 ngàn nè. Ừ, cái này anh thấy vừa rồi ha, 53 ngàn nè. Rồi nó có màu hồng nè, nó có màu trắng xám xám nè, nó có màu đen nè. Rất là nhiều màu luôn. Ở đây có mấy cái cuộn lăn bụi 10.000, 17.000, 14.000, 31.000. Ngày xưa đâu biết là có cái cây bự vậy đâu, mua cái cây nhỏ á. Ờ cái này lớn nè, 31.000 nè. Nè đây có chỉ, nguyên bộ chỉ luôn nè Nguyệt. Chỉ theo anh ha. Ờ có nguyên cái bộ kim luôn. Này có 2, 4, 10 màu luôn. 10 màu luôn nha. Có cả kim luôn nè. Ờ, bộ kim chỉ 10 màu, có mấy 5 cây kim là 15 ngàn, có 16 ngàn luôn nè. Nút cao su. Bảo vệ chân. Bảo vệ chân, à mình đem dưới để mà nó tránh chạy hoặc sạc, xước. Mà thấy giống như ngón tay á. Ờ. Thế mà cái này dễ thương quá nè. Ồ, dễ thương ha. Cái vớ á. Để bảo vệ mấy cái chân bàn, chân đeo ghế vớ. Mình đeo vô để cho nó tránh bị chạy á. Mình đeo cái vớ cho cái bàn. Đúng rồi, 19 ngàn. Cái dù hả? Sao có chút xíu vậy? Dạ, như vậy du lịch chứ mới cho mấy bé. À, này của mình phải không? Dạ. Xíu 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 à. Dạ, này 45 ngàn, cậu dễ thương ha. Cái này cho mấy bé đi du lịch. Cầm đi chụp hình nè, còn người lớn đây. 91.000, 63.000, 55.000. Có 55.000 luôn, rất là nhiều size, nhiều màu luôn. Có loại dù lớn luôn nè. Có cái cây lớn là 195.000 nè. Này có dây thắt lưng 79.000, 75.000, 43.000 có luôn. Có cái mũ, nón nè, 77.000 nè. Dây thắt lưng có 57.000 nè. Quá trời đồ luôn. À, đây là khăn. Khăn tắm hay là khăn mặt. Sờ cái vải đi nó rất là thích luôn. Ờ. Có khá là mình ha, 162.000. Cái này có những cái sticker, có những cái chữ. 51, 49.000 một bộ. Còn mấy bé gái nó thích cái này lắm nha. Cái này là gì vậy? Mấy cái dán đó. À, mấy cái sticker dán vào hình trái tim. 35.000 luôn. Đó là cái gương. Cái gương á. Ừ. À, gương gấp 27.000. Này mát xa lưng hả? Đúng không? Đúng không? À, nè. Coi cái tên đi. Đó, cây gãy lưng. Đây. Mà có 5.000 à. Ủa, quý cái cây to gì mà có 5.000 à. Nó có hai đầu luôn. À, một đầu là đầu tròn nè, còn đầu ở dưới là nó nhỏ hơn nè. Ừ. Rồi. À. Cái này cũng cây lăn massage luôn. Ờ, 16.000 nè. Cái đồ này dễ thương ha. Rất là nhỏ gọn luôn, cái này là Diễn Nguyệt. Đá bọt hai mặt. Lại không biết cái đá này xài như nào. Đây là trà quá, đây là trà chân, trà tai quá. Xong da bọt đó hả? Ờ,
phải không? Đúng rồi, đá cái bọt hai mặt. Kia là đá bọt mà. Trà chân, trà tai quá. Hay là trà sạn ta? Cái gì trà sạn? Để cho nó sạch. Sao trà sạn nữa? Em không biết cái đó, em chưa xài cái đấy bao giờ. Cái này không biết rồi. Cái này là không biết luôn, lần đầu thấy có cái đó. Cái này có mấy cái lô uống tóc nè. Đấy, cái lược có xa đầu ơi. À, chạy đầu hả? 10.000. Mấy cái lô này có 9.000 nè. 9.000, 10.000, 12.000. Cái lô này có 9.000 đấy hả? Ừ, bữa là 4 đi, cái. Bữa đi ra tờ cửa hàng đồng giá 17.000, anh thấy không? Là 17.000 đó. Là 17.000. Còn ở đây là nó chỉ có 9.000 hoặc 10.000 thôi. Vậy là trong đây còn rẻ hơn nữa. Rất là nhiều size nha. Này có 1. À, 2 là 2 size thôi nhưng mà nó có 4 màu. Cái này nó chỉ có 12.000. Ở đây có đồ bấm lông mi nè. 13.000, 12.000, 27.000. Nhất tỉa lông mày. Tỉa lông mày luôn. Có 10.000 thôi. Cái này là cái gì? Cây đấy lấy tay. 12.000. Này bộ làm nail. Bộ là bộ nail. Cái này dễ thương. À hình này, cái này cũng đẹp nè. Thấy cái này không? Rồi già, như cái móng đây nó bự á. Không có nhiều size không? Sai từ dưới lên này thấy không? Có 9.000 thôi. Có đủ 5. Vậy là chị hả? À kiếm cái gì? Kiếm cái kẹp tóc của em đi. Bữa trước em kẹp tóc hả? Bữa anh chờ em đi ra ngoài đường làm giúp mấy cái kẹp tóc của em. Vậy thì em đi kiếm thôi. Đây kẹp tóc nè, quá trời kẹp luôn. Quá trời kẹp luôn hả? Đây có rất là nhiều kẹp luôn mà có 13.000 nè, này dễ thương nè. Cái này cũng dễ thương ha. Trong đây nhiều mà, anh thấy nhiều á, giờ kiếm thôi. Cái này không? Ở đây có gọi là thế giới kẹp tóc, rất là nhiều loại luôn. 11.000, 13.000, 15.000. Rất là nhiều màu, nhiều kiểu nữa. Em sẽ chọn lẻ thôi. Bây giờ Nguyệt sẽ chọn một cái, tại bữa hôm chạy ở ngoài đường đã bị rớt rồi. Mà giống nào không biết luôn. Rớt không hay luôn. Hình như gớt trên Đà Lạt phải không em? Ừ. Rớt trên cái đợt mình đi Đà Lạt hả? À? Trên ba lô anh đi, ừ. Là gớt ở trên Đà Lạt rồi. Đâu ấy lên thử coi được không? À cái đó vừa đó. Anh thấy cái đó nhỏ đó. Ừ này nó hơi nhỏ rồi. Kiếm cái khác đi. Thử cái màu đen kìa. Không, cái màu đen đó lớn. Cái này thử em. Này cái thử cái này đi. Này hả? Ừ. Thì thử đi. Cứ kẹp thử đi. Tại vì em quấn lại thì nó cũng u lên trên này không? Đó. Chắc không? Cục chắc đó. Biết sao nó nhiều răng quá. À, xích ít răng à. Bình thường là 5 cái răng. 5 cái răng thôi hả? Điều qua bên này. Này quá trời nhiều loại kẹp tóc luôn, tha hồ mà lựa luôn. Có kẹp tóc mà giống như gọi là chuỗi ngọc nè Nguyệt. Cái nào? Này có chuỗi ngọc nè. Nè. Giống như mấy ngọc trai á. Ở đây rất là to luôn nè. Ở đây có 15.000 thôi. Có 15.000 thôi. Được không? Ok. Ồ có 12, 13. Cũng là quấn tóc á, gọi là dây buộc tóc, quấn tóc á. Có nói chung là ở đây là thấy thì thấy là đồ rẻ mà 6.000, 9.000, 12.000. Đó, mình đi vô trung tâm thương mại mà mình mua đồ rẻ vậy là cũng thích lắm chứ bộ. Cái này có 10.000 à. Đây là cọng dây nè, dây cột tóc mà đẹp ha. Lấy luôn. Lấy luôn. Dép không anh? À dép. Dép này có thể mang trong nhà hoặc đi ra ngoài. Giờ anh thấy ở ngoài là hay mang dép này lắm nè. Dép Lào luôn.
Dép này đi biển. Rồi có vớ luôn. Vớ thì mình đi đâu cũng gặp mày. Cái băng đô nè. Em lấy cái này đi rồi đeo vô cái loại bóp bóp là nó giật giật hai cái lỗ tai lên đó. Rồi bóp hai cái đó lên. Đó. Rồi đó. Quay qua đây coi, quay qua đây là đó. Hay mình đi đã hay Đà Lạt cơ hay bán đó. Ngay chỗ chợ đêm á. Đúng rồi. Của đi Đà Lạt đó, mua. Ở đây rất là nhiều, rồi là thế giới kẹp tóc từ 6.000, 9.000, 10.000, 11.000. Đây có những cái cuộn băng keo, lộ khủng luôn nè. Rất là to luôn. Đây có băng keo trong với là băng keo mà nó hơi đục đục. Cái này là khu học nè, học tập nè. Bên này lại có cái hàng vỡ rồi. Cái nót, cái ghi nót. Em tưởng cái bánh xe. Không, đó không phải là bánh xe. Tưởng đâu cái bánh xe đồ chơi ha, nhưng mà không, đó là xe hộp đựng bút đựng viết cho mấy bé đi học. Cái đó là bao nhiêu vậy? 55.000 hả? Không, 55.000 đó là cái bảng. Cái bảng viết. Rồi mình không biết mình đi check giá. Lại đi check giá tiếp. Rồi mình lại cái nào mình không biết mình đi check giá thôi. À bên đây có luôn ha. Rồi, không có sản phẩm rồi. Không, cái nào không có chắc phải đem ra bên Lễ Tân. 63.000. Cái hộp bên này là 63.000. Có thể cái này ta chưa cập nhật á. Không, mà cái tem này không phải là cái tem cửa hàng. Ừ, có thể là như vậy. Ta chưa cập nhật. Cái tem này không phải nghe. Cái đó mình không có thì mình ra mình hỏi nhân viên thôi. Trong đây là thế giới gọi là đồ dùng học tập cho mấy bé. Rất là nhiều luôn. Có tô tượng nữa nè Nguyệt. Tô khủng long. Thì khủng long gì đó. Cái con này anh quên tên rồi. Đây có khủng long nào. Cái này nè. Anh quên tên rồi bữa. Bữa câu cái gì mà về khủng long đó. Quên tên. À mấy cái về thể dục. Nhảy dây không? Chơi. Hôm nào á rủ ra anh với em rủ nhảy dây thử coi được bao nhiêu cái. À có đồ bộ đếm luôn kìa Nguyệt. Nhảy được bao nhiêu cái nữa đếm cho mình luôn kìa. Không mình lấy này anh thấy không? Cái tay này thì mình đấm 25.000 đồng về thử rồi biết à. Cái này bó gối, bó tay, bó chân nè, bó đầu gối nè. Tay nè, đây là những cái bộ môn về ví dụ như mình tập tạ hoặc là những cái môn về vận động á. Bóng bàn hay là bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Hả? Có 14.000. Không, anh không bị sao đâu. Khi mà cái này nó bị đau nhất là kia hoặc là em bị gặp trục trặc khi mà mình luyện tập á thì mình mới mang cái này để hỗ trợ thêm. Ở đây có những cái bộ cầu lông. Vợt cầu lông này, cái này cầu lông có 200 mấy, 100.000 cũng có luôn. Mắt kính bơi. Mắt kính bơi không? 19.000 nè. Đuổi đi bơi đi. À, qua đây có cái bộ cờ nè. Mà chơi lơi tô dễ quạo lắm. Sao lại lấy dễ quạo? Nó thua hoài. Và đây có cờ quốc tế, cờ vua nè, có tỷ phú. Cái này giống như chơi ô ăn quan nữa. Hả? Đồ chơi cờ ô ăn quan á. Em biết chơi không? Chắc có biết. Bên đây có bộ bàn cá ngựa loại lớn nè. Bò rem nè. Không biết chơi cá ngựa nha. Cá ngựa gì muôn bộ đi về anh chỉ cho. Thiệt. Dễ thương nè, có 50 mấy nghìn. Một cái không gian dành cho những cái hộp quà. Mở ra. Vừng ơi mở ra, bên trong không có nhẫn đâu. Bên đây là có hộp quà nè, quá trời luôn. Happy. À, màu đỏ, màu đen. Rồi có trái tim luôn. 13.000, trời ơi, quá rẻ. Này cắm hoa ha. Nhưng mà nè, biết hoa dược, hoa giả. Hoa bằng vải á, tại vì nó không. Nè, này, cái bình này thì mình cắm hoa thật được. Bữa trước anh đi cho lễ hội nào, cái chị nào cũng mua tặng anh một cái lọ gốm đó.
Tới mấy chục ngàn. Cái đó là bữa đi ở Lê Văn Tám luôn. Thì đó là ở Đắk Lắk, huyện Krông Bắc hay chị ạ? Anh quên rồi. Bóng bay nè. Bóng bay nè. Mà bóng bay cái hình hình giống như cái ruột thừa á vậy. Trời ơi. Bóng bay ú lượng sâu. 16.000. À bên đây là khu vực mà sinh nhật, để tổ chức sinh nhật. Đờ, giá thì tiền thấy cũng rẻ luôn, có 10 ngàn, mười mấy ngàn thôi, 10 mười mấy ngàn. Bên đây có những cái đó em biết cây này là cây gì? Nha Đam. Còn cây này là cây gì này? Cây nào? Sen đá. Ghê không? 21.000 ở đây những cây để bàn một trang trí đồ ở nhà. Này, không đổ vỡ. Chậu hoa nè, rất là cây đẹp luôn. Không bao giờ héo. Không bao giờ héo, không cần tưới nước luôn. Không cần tưới cây luôn. Đây là 17.000, 19.000 lavender. Dễ thương quá. Có con voi luôn, dễ thương ha. Bông hoa rất là đẹp luôn á. Đây. Đẹp ha. Hoa hướng dương. Nhìn như hoa thiệt luôn á. Bây giờ em để trên bàn này không nhận ra là hoa giả luôn đâu. Nếu mà nhìn từ xa đôi khi ta không biết luôn á. Nhìn gần mình biết thôi. À đây có mấy cái bình thủy tinh này, dễ thương nè. Bình để cắm hoa đó. Ừ. Cái này cũng dễ thương nè. Bình thủy tinh. Lọ hoa thủy tinh tròn. À đây có những cái bình mà có nơ nè. Rất là đẹp luôn. 37.000. Cái này là nước hạt xốp ơi. Hạt xốp hả? Ừ. Bên này có bút viết, ghim bấm, cũng là đồ dùng học tập luôn. Kéo. Có kính lúp nè. Có kính lúp luôn. Ngày xưa học kính lúp á, để chiếu làm cháy cái tờ giấy á. Ghê. Đây có những cái đeo bảng tên nè, để mình đeo nem cạc nè, hoặc là thẻ sinh viên, thẻ nhân viên, đó, thẻ học sinh. Đây có những cái bộ về bút viết, rồi băng keo thì phía bên này. Mình thấy là trong cái này là rất là nhiều đồ dùng gia đình luôn, đồ học tập và giá cực kỳ rẻ. Nếu cô chú anh chị mà có đi siêu thị, có đi Imon Trần Phú thì mình có thể lên đây để mình mua sắm. Rất là tiết kiệm luôn, rất là tiết kiệm cho mình luôn. Quá trời đồ luôn. Bên đây là liên quan tới nhà tắm ha. Nhà tắm, nhà vệ sinh nè, móc nè, treo đồ nè. Ở đây có những cái gì? Cái này cái gì? Cây lau nhà. Rất là dài luôn, cái này chắc cỡ khoảng 1m6, 1m7 á. Cái cây nguyệt cầm đó là 97.000 đó. Có cái cây cái cán không thì là 25.000. Cây đó là 41.000 đó Nguyệt. Trăm ba hả? Cây đó là 135. Cây màu đỏ thì sẽ là 45.000. Đó. Cây này 97.000 nè. Cái cây này nó ở dưới nó cũng nhiều á, nhiều vải lắm ha. Là quấn lại luôn nè. Đó, đó, cái đó để vắt nước đó. Ở đây vắt nước đó. Ở đây 97.000. Cái này nó ngắn quá rồi, mắc khum. Ủa vậy hả? Nhưng mà cái vải ở dưới nó hơi ít. Với lại em mua cái này sao? Nó có cái vắt nước. Còn cái này hình như đâu có cái vắt nước đâu. Lấy không? Lấy cây nào? Ok. Đây có những cái kia hút rác nè. Rất là dễ thương luôn, 23.000 thôi. Và đây có những cái cây chổi. Cây chổi có sẵn cái kia luôn là 67.000. Và đây có những cái túi rác lớn nè. Nhưng mà nó để làm gì? Cái tên nó là sẽ là cái gì? Không biết đâu. Để giả treo chọc cây. Khay cây con. Vỏ kim loại treo tường. Có thể là em để những cái đồ gì nhẹ nhẹ lên đây thôi. Giống như cái tổ chim ha.
Đây có những cái xẻng nè, rồi tới khu làm vườn rồi. Khu này chắc Nguyệt thích nè. Có những cái xẻng rồi cái cuốc luôn. Hàng rào bằng ố bằng bằng trúc bằng tre thiệt luôn nè. Nguyệt Nguyệt anh đố em cái này nè Nguyệt. Cái này là bằng nhựa đúng không? Nhưng mà ở ngoài á, người ta có trồng cái loại này để mà ta làm thảm công viên hoặc công trình. Đó là cỏ nhung nhực. Đó, giống như là cái bằng cào của Chư Bạc Giới ha. Cái này là chỉ có 27.000 thôi. Bộ làm vườn, ai thích làm vườn thì vào đây. À, có cái này mini nè. Ủa, cái sàn này có 19.000. À, cái này 19.000. Cái này cho mấy đứa chơi thì được, 21.000. Nhỏ xíu, xíu xíu luôn. Ủa vậy hả? À. Cái sàn gì bố mình mua ở bên Nguyễn Thị Thập á. Cái này là gì nè? Garden spray. Cái vòi phun nước á anh. Cái vòi tưới nước á. Nhưng mà mình phải gắn cái bình nước ở dưới đúng không? Gắn cái vòi nước ở đây dưới đây nè. Nhưng mà cái bình nước đâu? Hay là cái ống nước? Cái ống đúng nước. Đúng không? Cái ống nước đúng không? Rồi sau đó mình tưới cây. Sau mình vặn vặn ở đây có mấy cái chức năng vặn. À. Garden spray gun. Súng phun Phenson. Rồi. Này là cái gì vậy? Cái khung đỡ cây. Kệ đỡ chậu hoa. Từ đồ con nít chứ em. Thú cưng. À cái này để cái đầu nó vô. Là, ôi, cưng quá trời. À cái bộ váy nè, em mua cho con mèo nhà em đi. Cho con mèo của em bây giờ nó ốm nhanh ốm nhất không? À đây chú khủng long ha, cái này là cuốn cuốn rồi. Mà cái này riêng như Đà Lạt được này. Ừ. Ồ, cái vòng này có 9.000 thôi anh. Vòng cổ thú cưng 9.000. Có lục lắc, lục lắc luôn. 9.000 này. Ờ. Chải lông á hả? Em mua có 17.000 à. Ủa gì hả? Ờ, có 17.000 thôi. Ờ. À. Ý, có khu vực đồng hồ nữa kìa. Ở đây có đồng hồ treo tường. Rất là đơn giản thôi. Cái này thì 165.000. Cái bên đây là 89.000. Wow, cái này nhìn đơn giản mà nhìn cũng rất là đẹp luôn nè. 115.000. Phía trên này là 119.000, nó giống như mặt trời nè. Ha, bên này là ở khu vực ví dụ mình thay những cái ống ở lavabo, rửa chén đồ á. À, đây 39.000 thôi. Ồ đây rất là nhiều luôn. Nói chung là thế giới đồ dùng gia đình luôn. À đèn. Đèn để mà trong để trong tủ quần áo á Nguyệt. À. Để cho mình mở tủ ra cái là đèn nó tự sáng. Ghê không? Này nè. Bái gì vậy em? À đây là ống bơm xe đạp nè. Bơm xe đạp xe máy được luôn. Đây bộ đồ nghề. Cái siêu thị giá rẻ này là có đặc trưng của nó là những cái bộ đồ nghề liên quan lại về kỹ thuật cơ khí rồi công trình rồi xây dựng này kia. Này đi làm phụ hồ. Ờ đây là cái pay. Cái đó gọi là cái pay. Đây là hộp đựng cụ bằng thép nè, 300.000. Đây là những cái hộp này có loại lớn, loại nhỏ luôn, loại nhỏ thì chỉ có 57.000 thôi. Đây có những cái loại lớn ở phía trên nè. Ở ngoài nó giống như là nó có lớp nhựa và lớp thiết ở ngoài vậy đó. 329.000. Ở đây có những cái lục giác để mà mình vặn mở đồ á. Ồ quá trời luôn. Đây có ghìm kim bấm nè. À mỏ lết. Rồi mấy cái mấy cờ lê mỏ lết. Ồ mini ha. Hài dữ à. Ờ đây có mấy cái cờ lê nè. Có 14.000 thôi. Hả? Mấy cái kìm để mà về mình tước những cái vỏ điện á. Ô thước nặng luôn á Nguyệt. Mà có 15.000 thôi, thước dây 3 mét nhưng mà nó khá là nặng á.
mình cầm nó cũng khá là chắc chắn. Bên đây có cái màu vàng nè, màu vàng thì là 19.000, ở dưới này là 37.000, cái này xịn hơn, chắc chắc tay hơn. Đây có những cái vít nè, quá trời. Chung là cửa hàng mà Mr. DIY thì ngoài đồ dùng gia đình, những cái như nhà bếp, nhà tắm rồi này kia, thì mình sẽ có thêm những cái phần chuyên dụng về cơ khí rất là nhiều luôn, hộp đồ nghề nè, hộp đồ nghề thôi, hộp đựng đồ nghề thôi. Để có những cái móc quần áo nè, treo nè, móc treo quần áo nè, yên xe đạp luôn, bị hư mình vô đây mình mua cái thay luôn. Nhưng mà cái yên này là đối với những cái mấy anh chị mà hay đạp xe đạp á. Cái yên này là loại cái xe đó. Còn cái này là cái lót. Lót thôi, lót cho nó êm thôi. Ô, cái bao tay này. Cái này là 75.000 nè. Bao tay này hơn 100.000 luôn. Bao tay 100.000, 125.000. Ha, có gạt kính, gạt nước mưa này, gạt nước mưa này. 119.000. Vô đây mình mua về mình tự thay luôn, chứ ra tiệm thì chắc nó sẽ mắc hơn. Công nhận ở đây là thấy là rất là đa dạng luôn á. Là cô chú mà vào đây là thấy có đủ luôn. Nói chung là liên quan tới gia đình, sinh hoạt hàng ngày là có đầy đủ hết. Mà nhìn nó rất là, nó đồ nó rất là sang trọng và rất là đẹp luôn, chứ nó không phải là nó dở đâu. Thấy là còn xài cũng khá là ok luôn á. Kệ ốp chén rồi, 83.000. Quá nhiều, trong đây là quá nhiều đồ. Đi tuy là ở ngoài nhìn vô là thấy nhỏ nhưng mà đi hoài mà thấy không hết á. Cái này là mình để lót ở phía trước nè. Cái này thì mình sẽ không sợ là nó bị thấm với là mục. Cái bằng vải thì mình sợ bị mục. Cái này là nó sẽ rõ cái nước của mình xuống luôn. Đây, cái móc nó cũng xịn hơn. Cái móc nó rất là dày luôn đó. Ở đây thì có nhiều móc, nhiều size, cái cọng nhỏ cũng có, cọng lớn cũng có luôn. Cái này để móc đồ nè. Phơi vớ đồ cũng được á. Đúng rồi. Phơi vớ, phơi khăn đồ á. Mũ. Móc nó cũng nhiều kiểu đẹp ghê luôn. Đây có bộ bàn chải 4 cái 15.000 nè. 19.000 còn 15, đã rẻ rồi mà còn giảm giá nữa đó. Là 19.000 là hiện tại thấy rẻ rồi mà còn giảm giá nữa nghe. Đây là kẹp kẹp mà giống như con nhà không có con nít. Em con nít, đúng rồi. Phơi đồ con nít, tại đồ con nít nó nhỏ gọn á. Ừ, cái chút xíu à. Đây có mấy cái móc mà là có số nữa nè. Hay ha. Móc dán tường 13.000. Cái móc này có 13.000 thôi đó. 13.000 được 6 cái luôn. Vậy là cái có 2.000 mấy thôi. Rất là rẻ luôn. Nếu mà này là gia đình nhỏ mà mới chuyển nhà là vô đây là mình mua đi một cái một là mua đầy đủ hết luôn, không thiếu một thứ gì hết. Dây thừng nữa. Dây thừng luôn. Này giống như cục xà phòng á anh ha. Đúng rồi, để xà phòng ở trong nhà tắm. Mà hai cục luôn. Bây giờ nãy giờ thì Dương Nguyệt cũng đi một vòng siêu thị Mr. DIY ở Yumon trong Tân Phú. Đồ ở đây thì rất là đa dạng luôn, đi qua tới đồ dùng gia đình mà ra là còn có cơ khí rồi xe. Ở đây thì mình tới 10 giờ thôi, thì bây giờ hai đứa sẽ đi tính tiền. Cô chú mà có thời gian có thể ghé ở đây mà mình mua rất là nhiều đồ luôn. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Đây, đi tính tiền. Phía trước còn có ấm siêu tốc nữa nè. Đi.